Này mày không chào tao, mày không vào xin phép tao, coi chừng tao nghe. Chết rồi con ạ, chết rõ rồi. Thằng này mắt này, mắt một mí nhiều gái lắm. Đầu tiên á, thì lúc đó cảm giác nó, khi mình đến nhà mà mình cảm giác rất là rung. Dạ. Rung dữ lắm luôn hả? Dạ rung ạ. Dạ dưới phần mà em là người Nam, còn mẹ thì là người Bắc. Thì em không biết là khi mình bước vô nhà rồi cái không khí trong gia đình nó như thế nào. Tôi Nguyễn Thị Hái, ở sống ở Cần Thơ nhưng tôi sinh ra ở Hải Dương. À. Nên là ví dụ tôi có nói ngọng ngọng thì xin quý vị khán giả thông cảm. Không, nói nghe rõ mà. Hải Dương là bánh đậu xanh đó đúng không? À. Giới thiệu về mình chút xíu đi em trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh ạ. À. Chào Lê Lộc ạ. À. Dạ. Xin chào quý vị khán giả ngặt quay ạ. À. Em tên là Quỳnh Minh Quang ạ. À. Năm nay 33 tuổi ạ. À. Dạ. Anh làm lễ của mẹ bao lâu rồi? Dạ được 1 năm ạ. À. Ồ, mới có 1 năm dạ, thôi. Dạ à. Là người à, người miền Tây. Dạ đúng ạ. À, làm rễ người miền Bắc. Dạ. À, cũng hay nha. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp chàng rể này, cô có ấn tượng điều gì không? Nói chung là lần đầu tiên cháu nó đến thì nó cũng chưa phải là đến nhà tôi nữa, mà nó đến nó rủ con gái tôi đi uống nước ấy. Thì là nó đứng ở bên ngoài thì tôi tính là không ra, nhưng mà con gái nó chào là con đi uống nước ra ngoài này, con uống nước với anh bạn chứ nó cũng không nói chuyện với nó chồng nó. Thế tôi mới theo rót ra, tôi mới nhìn thấy. Tôi bảo, à mày phải không? Mày vật đợt này mày không chào tao, mày không vào xin phép tao, coi chừng tao nghe. Đó. Thế đợt sau tôi mới bảo thôi, con quen đứa nào thì cứ dẫn về cho mẹ xem. Khi nào mà mẹ duyệt thấy được ấy, thì là mẹ đồng ý cho con cưới. Mà mẹ bảo không được là nhất quát là vẫn không là không được. Thế thì nó dẫn về thì lần đầu tiên thì tôi nhìn lên nhìn xuống nhìn trước nhìn sau, tôi bảo chết rồi con ạ, chết rõ rồi. Sao tao kén lại phải như là thằng này mắt này chắc là nhiều gái lắm. Mắt một mí nhiều gái lắm. À. Tôi một mí thật nhưng tôi cứ thích nó phải lấy chồng 2 mí. À vậy à? Dành dành ra cơ. Thấy chưa, con trai mắt 2 mí là không có nhiều bồ. À. Đúng rồi, một mí là nó... Ủa sao mặt chú Giang quá vậy? Chú Giang là chú 2 mí mà, không có nhiều bồ. Thành ra, thế tôi bảo xong con tôi nó bảo không mẹ, anh ấy hiền lắm. Đúng mà nếu mà mới nhìn anh ấy thì có thể là ai cũng đánh giá anh thế, nhưng mà con tiếp xúc với anh ấy rồi. Thì là thấy anh cũng hiền chứ không phải là anh trăng hoa đâu. Nhưng mà tao nhìn đầu tiên là tao đánh giá tao là có ấn tượng với thằng này rồi đấy. Còn không biết là mày, nếu mà mày tìm hiểu cho kỹ nữa nghe. Nếu mà kỹ thì hãng tiến tới, mà không kỹ thì bữa nào mày đưa nó về đây lần nữa tao phải trả giá với nó. Thế thì cháu nó mới đưa về. Thì tôi phải bảo nó là mẹ thì có 3 đứa con, nhưng mà phải chị lớn thì nó đi lấy chồng xa, còn đứa thằng giữa thì cháu nó cũng không được khỏe. Thì là còn con ấy là con, bây giờ nếu mà lấy con cô ấy thì là rẻ, nhưng mà phải chấp nhận là như con trai của cô. Nếu mà con chấp nhận được ấy, thì con hãng tiến tới tìm hiểu tiếp. À. Còn nếu mà con không chấp nhận được ấy, thì thôi, cô vẫn vui vẻ mà con cũng phải vui vẻ. Thì nó bảo nó đồng ý chấp nhận. Đồng ý làm rể ha? Dạ. Và thôi thế thì để cho nó tìm hiểu tiếp. Mẹ vợ dạ. Quá dễ thương luôn mà, dạ. Mẹ vợ vui tính nè. À, mày vợ xinh đẹp nè ha. Không không, chồng nhìn tôi thế đấy chứ tôi hay nói lộn lắm chú ạ. Thôi, trước khi đi nào ông xã nhà tôi bảo nhớ là em lên đấy đừng có nói lộn nhé. Tôi cứ phải suy nghĩ mãi, tôi bảo trời trời, làm sao mà học được. Mai lên chào chú Quyền Ninh cứ ra ngoài suốt cả đêm không ngủ được. xong lại nhớ được một chú Quyền Ninh thì cái tên thì nhớ rồi, nhưng mà cái cách chào không biết chào sao. Xong lại học đến cái nên học này thì tôi cứ mẹ chào cô nên nói. Nó lại không mà hên quá, hồi nãy chào một lần là trúng phóng quá. À. Mẹ anh vui tính quá hả? Dạ. Vậy thì cái lần đầu tiên mà anh gặp mẹ vợ á, anh cảm giác như thế nào? À, thì cái ngày là đầu tiên em gặp mẹ vợ em thì là ban đêm ạ. Thì lúc đó em cũng nói với bà xã là để cho em vô chào mẹ cái rồi đi. Ừ. Thì lúc đó bà xã nói thôi tối rồi anh đứng ở ngoài đi đừng có vô. Rồi em ra rồi mình đi. Thì lúc đó thì em đứng ngoài cửa gạo á, vợ em bước ra với mẹ em bước ra, thì lúc đó em chỉ thoáng nhìn cái rồi em chào rồi em cũng rút bụng rung á chị. Rồi mình xong rồi mình giọt đi luôn. Tới cái lần tiếp xúc được mẹ mà lúc mà ngồi nói chuyện với mẹ á, là cái lần đầu tiên á. Thì lúc đó cảm giác nó, khi mình đến nhà mà mình cảm giác rất là rung. Dạ. Rung dữ lắm luôn hả? Dạ rung ạ. Dạ dưới phần mà em là người Nam, còn mẹ thì là người Bắc. Thì em không biết là khi mình bước vô nhà rồi cái không khí trong gia đình nó như thế nào. Rồi mẹ làm sao, mẹ có khó có dễ nào hay không, thì cái đó mình chưa biết được. Lúc mà mới về gặp còn hiền ha, còn nhút nhát khi làm rể thì sao? Nó có lo lắng, nó có... Cháu thì tuyệt vời, như ý của tôi đấy. Giàu nghèo không quan trọng, nhưng mà hiền nhưng mà phải đẹp nha. Thì nó đưa về hiền đẹp. Trong cái thâm tâm của tôi là rất là vừa lòng. Thế mà cháu thực sự nó ở trong nhà tôi mới được 1 năm thôi, nhưng mà
Nói chung là tôi coi nó như con trai thật sự vậy. Yeah. Tôi muốn là nó coi như là sống ở thiệt hòa đồng với mình, tại vì nó là người Nam mình người Bắc. Yeah. Thành ra là mỗi cái cách sống của mỗi miền nó khác nhau đấy. Nhưng mà trong nhà nó quét dọn nhà cửa rồi chợ búa hay là bếp cháu thì rất là siêng năng. Sáng dậy là lau nhà quét nhà, không phải là tôi phải bắt là cháu lau nhà quét nhà, nhưng cái ý của tôi là để tập cho cháu để sau này là nó ở riêng ra đấy, để nó phải có cái sự mà tự giác của nó biết lau dọn nhà cửa là cho nó gọn gàng. Nhưng mà cháu hay quên, thí dụ như là cái thùng rác mà để chỗ này ấy, thì nếu như tôi thì chỉ lần sau là lần thứ hai là tôi đã để ý được là mẹ vẫn để chỗ này thì con phải để vô chỗ này, nhưng nó cứ tôi để chỗ này thì nó để chỗ kia. Thì tôi cứ nhắc vợ nó bảo Hưng ạ, nếu mà ngày xưa đấy là các cụ nói là chồng mày là ăn tuông bỏ vãi làm đâu bỏ đó đấy chú. Có một lần nữa nó quên, tôi thì tôi cứ dình thủ phạm hoài vậy đấy. Tôi dép thì tôi để tôi đi ở ngoài để trước khi bước vào cái nhà vệ sinh ấy, để cho nó sạch sẽ. Thế thì nó đi vô thì nó xỏ vô, nhưng mà tôi mấy lần tôi vô thì tôi cứ thấy đôi dép ở trong nhà mà không để ở ngoài, không biết là ai, hỏi cả nhà không ai nhận, kể cả đứa cháu ngoại nó cũng không nhận. Thế một hôm vợ nói bảo mẹ ơi, hôm nay bắt được thủ phạm rồi. Thế là thủ phạm ở đâu mày? Anh Quang. Mà tôi nghĩ nó hay, nó quên một cái là thật là kỳ lạ. Nó đứng đi, nó đi vệ sinh mà nó lại đi ra bằng chân không. Thôi bỏ, thôi, tôi tuần này 18 này. Thôi rồi ơi, thế còn tôi nói đấy, hôm nay là bắt được thủ phạm rồi đấy. Nhưng mà ăn uống thì chắc là khác nhau đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà khác nhau thì đúng rồi đấy, nhưng mà cháu nó cũng không, nó cũng cứ nấu gì thì nó ăn đấy, chứ nó cũng không dám phản nàn gì. Bỏ thôi, con chịu khó ăn theo cái kiểu Bắc đấy, con ở với bố mẹ thì phải ăn theo bố mẹ cho nó quen. Từ ngày anh về làm rể á, anh có gặp những cái khó khăn gì không? Thì cái phong tục của miền Nam miền Bắc nó có khác vậy, nhất là trong khẩu vị. Thì khi em ngày đầu thì về làm rể thì khi ăn cơm á, nhiều khi cái khẩu vị nó không hợp với mình. Thì giống như miền Nam thì giống như niêm đường, còn miền Bắc thì không có, chỉ muối bột niêm với bột ngọt thì nhiều. Có những cái ấn tượng giống như là những lúc mà mình đứng mình nấu ăn cho nhà á, giống như khi mà có mình nên mình á thì mình niêm thoải mái lắm. Mình muốn làm gì mình làm, nhưng mà có khi bố mẹ đứng kế bên thì mình không dám. Tại vì nhiều khi đứng kế bên mình niêm mà nhiều khi mình muốn múc đường bỏ vô mình cũng hơi sợ, tại vì không biết cái món này mình có phải cần phải để đường không, tại vì nhiều khi để đường vô rồi bố mẹ rồi ăn không được. Anh thấy anh với mẹ hợp nhau điểm gì? Nói chung là từ lúc em về em làm rể tới giờ thì em như mẹ em chưa có xảy ra những cái chuyện mâu thuẫn hết. Thì có một cái giống như là tính của em thì hơi cẩu thả, hay quên tí. Thì nhiều khi những cái chuyện đó nhiều khi sợ mẹ buồn, mẹ giận. Không, mẹ không buồn. Dạ. Đúng là tôi hợp cháu là ở cái chỗ là rất là nhanh nhẹn mà nhiệt tình. Thí dụ ai bảo cái gì làm là nhiệt tình làm, không cần biết thời gian, không cần biết là mệt nhọc hay cái gì đấy, là cái tính đấy là hợp với tôi nhất. Dạ. Yeah. Yeah. Còn những cái gì mà chưa hợp? Cái chưa hợp thì nói chung là chỉ có mỗi cái cháu nó hay quên đấy, là không hợp. Quên là không hợp với tôi thì thôi. Quên có đôi dép cái toilet thôi. Nhiều cái quên đấy là tôi lấy dẫn chứng một cái thôi. Mình là đàn ông á, mình ở trong nhà mẹ vợ á. Đôi khi là mình không được thoải mái lắm. Đúng rồi. Về cách đi lại rồi ăn mặc đủ thứ hết trơn á. Cháu nó cũng tự nhiên lắm, tôi phải tạo cho nó để cho nó tự nhiên như ở nhà nó vậy đấy. Có tự nhiên như ở nhà không? Không, ở nhà em thì giống như bữa nào lực quá thì nhiều khi em mặc quần đùi em ở trần. Nhưng mà còn ghi ở trên nhà mẹ vợ thì em không có gì. Đó. Dạ. Nó mất đi một số thoải mái đúng không? Nó cũng có một số cái không được tự nhiên anh, giống như kiểu như mình phong tục như thế nào mình cũng chưa gành hết á. Nhiều khi mình đi đứng rồi đi lại rồi cử chỉ này kia mình cũng sợ nhiều cái làm bố mẹ buồn, cho nên cũng không dám tự nhiên lắm. Thì cái việc chăm sóc con cái mà mình chăm sóc không đúng thì cũng bị mẹ vợ la đó. Không, chăm sóc con cái thì cháu nó tuyệt vời. Con gái tôi thì lại vụng, chả biết gì cả. Chỉ biết đẻ con này chứ không biết chăm sóc. Tắm rửa giặt giũ là toàn chồng thôi. Nhưng mà anh hay quên đó cô, rồi anh chăm sóc bé rồi có khi nào anh quên này kia. Cô là cô lúc nào cũng thoi thóp thấp thỏm nào bộ. Có khi nào mà nó đang bế con nó mà nó ngủ gật nó dậy con nó ra thế này thì chết. Trời ơi. Là cứ sợ. Dạ. Sợ như thế. Tôi lại cả cái ngủ của nó cho các chị nhà, cho các quyền linh mới lại con nên nào nghe nhỉ. Dạ. Thằng con trai tôi nó bảo mẹ, nhà mình sắp có cái mà nhạc sống rồi đó. Bộ nhạc sống bảo cái gì nhạc sống con? Thế bảo thì mẹ cứ để ý rồi mẹ biết. Thế một hôm tôi mới đi dò tôi mới cứ thấy ngay tiếng nói to lắm. Tôi mới dò lên tôi bảo
chết cái tiếng gì mà phập phập phòng đúng tiếng ngáy chứ không phải là không. Nhưng mà không đỡ nào mà ngáy to thế, lên đúng thế thật, nó to một cái rồi. Tôi đi tôi cũng nếu mà tưởng tượng nếu mà rời tối mà một mình là phải sợ luôn đấy. Không phải là giật mình nhá, to lắm. Là sao? Nó như là kiểu bắt giới vậy chứ. Tôi bảo sao mày ngáy to thế này không biết nữa. Ôi trời, tôi bảo thằng này có cái nết ngáy thật, thế này đúng mà sao vợ nó ngủ được thì đúng là phục tài nó. Thế bây giờ mẹ bảo làm sao bây giờ, anh ấy ngáy to mà. Thật tôi là được hai thằng con rể là thằng hỏng ngáy to như thế. Hai thằng mà nó nằm chung ở nhà. Dạ đúng rồi đấy. Khỏi ngủ luôn. Bạn hòa thấu cho người nghe đã. Hòa thấu khỏi ngủ. Bây giờ để xem coi vợ em nói gì nha. Giữa mẹ và chồng của em không có cái mâu thuẫn cũng như khúc mắc gì hết. Mẹ rất là yêu thương anh, coi anh như một người con trai trong gia đình, không có sự phân biệt là con ruột hay là con rể. Anh thì cũng rất yêu thương mẹ của em. Chỉ có một điều mà em mong là anh có thể sửa đổi, đó là ông xã em cần ngăn nắp hơn và có thể sửa được cái tính hay quên đó. Mẹ nếu mà dành thời gian để nói về mẹ của em á thì em không biết là bao nhiêu lâu để cho đủ. Tại vì mẹ em, ở mẹ luôn có một sự hy sinh và một tình thương bao la đối với con cháu. Con biết là bố mẹ đã hy sinh rất là nhiều thứ nhưng mà không bao giờ bố mẹ nói ra hết. Nhiều khi con chỉ mong là mẹ bớt nghĩ cho chúng con một tí để mẹ có thể nghĩ cho mẹ nhiều hơn. Hy vọng là qua chương trình này thì hai mẹ con sẽ hiểu nhau nhiều hơn nữa và tình cảm của mẹ em và chồng em càng ngày sẽ càng tốt đẹp hơn ạ. Con ruột nói tiếng Nam ha, mẹ nói tiếng Bắc ha. Chạy cháu nó đi học từ năm lớp 6 ở trong Nam này. Hôm nay sau khi vào mình chia sẻ thế thì mình nghĩ sao hả Quang? Thì nói chung thì em cũng hiểu hết trong cái thời gian qua tình cảm của bố mẹ cũng như dành cho em với cho cháu ở nhà. Chung thì thật sự mà nói thì trong thời gian qua mà không có bố mẹ mà tiếp giúp tụi em thì có lẽ là em cũng không có được như vậy đâu. Nói chung là tại vì em với vợ em là mới vừa sinh bé mà con em sinh non à, thì những cái ngày đầu mà sinh non đó thì thật sự là mẹ với bố là rất là dành nhiều thời gian cho bé. Tại em thì đi làm suốt và em không có thời gian được chăm con với chăm vợ em được, thì tất cả mọi thứ như ăn uống giặt giũ này kia thì một tay mẹ hết. Chung là em rất là biết ơn của bố mẹ rất là nhiều, tại mẹ dành tình cảm với tình thương cho các con rất là lớn ạ. Rồi, cảm ơn hai mẹ con rất nhiều trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Cô có muốn con rể mình thay đổi điều gì không? Mong mọi cháu là phải làm, phải tập trung có trí nhớ để cho đừng quên thôi chứ. Nhớ đừng có quên mang dép vô toilet. Và qua chương trình này cũng gửi lời đến anh chị Xui đã sinh ra một cho tôi một chàng rể thật là dễ thương. Tôi cảm ơn tất cả. Em có muốn nói gì với mẹ vợ không? Thì nhân đây con cũng có một món quà tặng cho mẹ. Wow. Dạ. Cái này là bất ngờ nha. Biết là tôi trước khi đi không bàn bạc, không biết sao đây. Không biết có món gì đây, không biết. Thôi, biết mặt mẹ ơi. Đây đây con cũng có món quà này là nhỏ thôi, cũng là của con và vợ con cũng gửi tặng đến mẹ. Rồi, con xin... mẹ cảm ơn hai vợ chồng con. Mẹ có thể mở ra được không mẹ? Trời ơi, không biết nhiều hay ít nhưng mà chắc có chút xíu rồi người lên đây. Hay chứ thật sự là mẹ vợ rất là dễ thương luôn đó. Và chúc cho mẹ và con rể yêu thương nhau cả cuộc đời. Chúc cho cả nhà mình hạnh phúc và thành công rực rỡ ha. Gửi tặng một món quà để xem nhớ Quỳnh Linh, Lê Lộc nha. Rồi, cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn cô. Con cũng thay mặt chương trình có một chút phần quà dành tặng cho cô. Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là cân điện tử Yakio. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Ủa sao nhiều thứ thế? Dạ nhiều lắm. Cảm ơn cô và anh đã đến với chương trình ạ. Rồi, cảm ơn.